Vui quá anh chị em ơi, bữa nay là thật sự là nói thiệt trong cuộc đời là còn hơn em trúng được trăm tấm đặc biệt nữa. Vụ gì? Ví dụ mà con chị nó sanh mẹ tròn con vuông nè, rồi cháu chị cũng đẹp trai nè, chị mừng hết sức rồi. Cái đó chị nói thiệt, mà mình không biết đẹp là sao, mà không biết đẹp cái thấy mình chịu kỹ đó ha. Đẹp mà mặt sáng sủa cái chịu à. Trời, coi đi con coi. Nó cấm chị thì sao giờ, chị về lên không? Nó về cháu rồi tôi lên tôi thăm. Đâu có nghĩ là hòa thuận lại rồi. Qua giúp đầu rồi. Giúp chút đầu ấy. Chị nó hòa thuận lại rồi. Ngoan cái con, ngoan cái con. Ừ. Ngày qua là vô hủ là trời mẹ con mình họp lại cho chị xem. Hả? Hủ cho chị lại thăm chưa? Họp rồi. Họp lại ha. Mừng rồi, chị cũng mừng mà nó cũng mừng cho cháu nữa. Rồi hai mẹ con rồi có nói chuyện lại với nhau chưa? Có hả? Nói chuyện lại với nhau chưa? Hủ á. Nói chuyện lại hòa thuận rồi. Hòa thuận nha. Gọi nghe máy chưa? Nghe máy nói chuyện nha. Đàng hoàng rồi. Ngày qua thấy cậu chọc nói xanh gần luôn mà. Nói là bà nói dốc, bà nói tôi dốc, tôi tự bà luôn. Nói vậy đó. Không cho bà lên nhập nghe luôn. Rồi rốt cuộc cũng lên bình thường. Chị gặp. Chị gặp cháu chị sao đẹp trai quá, chị thư phái hết sức trời. Quên luôn, ai cũng quên luôn. Ai nó nghe nè, mình nói chơi, mình nói ăn sao mà đẹp, biết rằng mình ăn không được mà sao thường thường đẹp, cái thấy nó cũng thu hút ha. Ừ, dễ thương ha. Cái tự nhiên thấy con ghẻ đẹp trai lên ha. Ừ. Tóc đẹp mà mặt thông minh đó. Ừ, giống hủ không? Thấy cưng. Đặng ơi, mặt hủ đặng cũng chết thông minh gì. Mặt nó đặng. Phải giống hủ bỏ luôn thiệt. Không có giống. Mấy chị giống có cặp mắt hả? Đó nghe cấm rồi lên nữa đó. Không giống hủ hả? Giống có cặp mắt không à. Trời đất ơi, con hủ gì giống ai? Mũi, miệng, chân mày đồ nó giống chị. Con ta dám nói. Cái miệng thì giống Nga. Miệng chất chết ngay trên đây nè. Giống hủ hả? Ừ, vô có nói gì nữa không? Hai mẹ con gì tự cãi từ mớ vậy? Nghĩ cự hả? Quê hả? Vô là quê luôn ha. Vô ngày qua tới chị xíu chị chạy mà thấy chưa kịp lột cái nón bảo hiểm luôn. Trời, thấy à, nó làm sao, cháu nó làm sao? Dạ, chị mừng quá, sao mà nó hủ đâu có đẹp đâu, con nó đẹp ta. Giống chị rồi, em thấy rồi. Ai nó giống màu ngoại kìa. Là mũi cao lắm hả? Ủa, mũi nó là cái mũi dọc dừa. Đó, chị dừa mà luôn. Cái miệng nó thì đẹp lắm. Đẹp lắm nha, trời ơi. Có chụp hình gì lại không? Trời, đi không chụp hình như chân cháu đi chứ kìa. Có chụp hình cháu ngoại được lại không? À đó gấp tiếp tiếp hổ cầm đồ đạp lên mất không đâu chụp. Là lúc hai chân nào đâu chụp. Cầm hai đó, bên hai một đầu ảnh kia. Ý là cái lúc đó làm sao hổ gọi gì mà chị hay mà chị chạy vô đúng lúc vậy? Không, tại vì hôm qua chị lên chợ anh Lâm Xuyên tới hai lần lận. À. Ừ. Lúc chị lên là nghe đẻ chưa? Lúc là lên đẻ liền hay là bao lâu mới đẻ? Hả? Đẻ. Dắt đó. Bao nhiêu số? Dắt đó là chị lên hai lần đó, lên buổi sáng với buổi chiều luôn đó. À. Buổi chiều là ngay lúc luôn ha. À. Ừ. Ngày qua chúc nghe nói, nghe nói là chuyển dạ gì đó. Quyền mấy giờ về? Quyền 10:10. 10:10 hả? Ừ. À. 10:05 mà chị Xíu chuẩn bị đi rồi. Không, mình ví dụ 10 phút ở đây không có gì đâu, ví dụ chút xíu mình lên. Trời ơi, mừng cho chị Xíu quá trời ta ơi. Dạ. Cháu trai rồi đặt ngày ăn mừng gì đây ta? Có chuẩn bị gì chưa? Ăn mừng nha, mừng lớn nha. Để chờ bà mẹ chị về ha, bị mẹ chị nó đi đám giỗ. À. Sao mà nó giống hủ đâu đẹp mà con nó đẹp quá ta. Không giống hủ luôn ha. À. Giống mẹ. Dạ. Rồi ngồi xuống. Rồi ngồi xuống đi. Con ngày qua có chụp không Nhơ? Ngày qua có chụp cháu không? Cháu. Ô dở rồi. Tay chân cầm đầu lên cho người ta. Qua đây ngồi nè. Qua đây ngồi nè. Đây bữa hủ nó gãi mà hủ nó có chụp. Rồi rồi thấy rồi, cháu coi. Rồi đi rước kìa. Mà có đây. Chị là chị Xíu đi rước Quyền về đi thăm bà ngoại luôn. Đi thăm bà ngoại. Rồi biết rồi, đi nè. Xe chưa hay vậy ta? Ủa sao biết mà giờ vậy? Chỉ có cày không mà nó biết. Tới giờ này lão đậu kêu chị coi đồng hồ không hả? Chị không coi là chị quên Quyền rồi. Ngay giờ quên luôn nè. Con rồi đó. Hay vậy? Rồi giỏi, rồi đi nè. Đó là chị Xíu nè. Chị Xíu vô nha. Rồi đi. Rồi đi đi chị Xếp. Khoan chưa, đi chút đi. Chị Xếp đi đi con. Rồi đi đi. Hả? Rồi nó ăn rồi, chuẩn bị nghe, chuẩn bị đi. Trời, nó biết giờ luôn hả? Hả? Quá giỏi. Luôn hả? Biết giờ. Hay trời. Rồi đi đi. Bà đi. 10:10 nha. 10 giờ mới 10:05 mà. Chưa đủ giờ đó. Ừ, vậy. Đủ lên chị anh đứng chờ đó. Vậy tâm sự chút đi. Tâm sự chút xíu. Gần nha chị Xếp. Gần. Rồi thấy hôm bữa tại nghe nói rồi cũng là kè ba nuôi qua luôn kìa. Ừ, tới rồi. 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 Mới qua anh Tấn ơi. Nghe tin rồi quá trời vui rồi. Dạ. Hôm bữa nói vụ đó ai cũng khán giả ta nói trời ơi sự nghiệp mà thấy được mừng rồi. Dạ. Chị Xíu lần này chắc em mừng luôn. Thấy bà chạy ngày qua quá trời chạy mà. Qua chạy dữ lắm hả chị Xíu? Thấy mày đó.
Lúc chị mừng lắm em ơi. Lúc chị lên là nghe xong rồi ha. Trời ơi, bằng áo chị sợ cháu chị nó bẩm sinh rồi. Sợ nó trông nghe vậy cũng buồn ha. Rồi chị xanh rồi cái đẩy lên nào đó. Bác sĩ kêu hủ đi ra mua cái xét cứu thở khám coi bé có bị gì không đó. Rồi ngày qua sao rồi? 800 mấy khám. Ý là sao? Tình trạng nó sao? Em bé mẹ chồng con Dương. Quá tuyệt vời. Không có bọ mổ, nghe nó mổ. Sinh thường. Sợ nghe nó khó sao. Sinh thường nha. Sinh thường. Ủa vậy là trong cái thận là bình thường luôn phải không? Xong bình thường. Thận thì khám qua rồi là coi là lướt đó. Bình thường hết luôn ha. Trước thì có mà giờ lướt qua đó. À trời đất ơi. Tại vì lướt qua đó. Lần này chị Xíu mới ăn chay một năm rồi. Thì đó chị Giới ăn rồi chị mới ăn rồi. Ai cũng lo hết trơn anh chị. Đó thì nói chung là chị Xíu giống mà mặc tiệt là giống bà Xíu nhưng bà Xíu sao bỏ được. Lần này. Sao mà chị xanh cái chị vào mặt em bé chị thương liền chị. Mũi cao giống chị mà. Nhìn ngang lên mũi cao vút luôn mà. Chị với Hữu cũng cãi nhau hoài ha. Cái nó lo dòm con nó chị lo dòm cháu chị nghe cãi cho. Hữu ghét chị trong khi giống rồi giờ giống nghe chị luôn rồi đó. À, sao chị thấy gương mặt nó hào hào giống em á. Vậy. Chị nói thiệt cái miệng em ơi. Căng à. Căng à, cái này căng à. Lâu lâu mới quay lần là nha. Cái da của em bé nó mịn trơn mà nó đi. À, nó nghe này, có bộ phận nào cũng đẹp. Đẹp hết trơn ha. Mắt tay, miệng, rồi bàn tay, bàn giò, rồi cái chỗ đó cũng đẹp. Ừ, chỗ đó đẹp luôn ha, quá thì vui. Chỉ có đẹp hết đẹp lắm. Đợt này chị Xíu mà giờ chị coi suy... mà em bé vậy. Bà có suy nghĩ cái gì, làm cái tiệc gì để mà ăn mừng chưa nè, suy nghĩ nè. Ăn chứ, ăn mừng mẹ chồng vuông chị gái mà. Mẹ chồng vuông 29 tóc đó, dân cương năm. Dạ. Trả lễ nhỏ này đó đi không được 2 chân. Dạ. Năm nó 2 năm. Dạ. 2 năm liên tục luôn hả? Bữa nay chị cũng không có giấu với anh em mình ha. Như mình không có giấu đại gia đình trong nước ngoài nước của mình ha. Bữa nay thật sự nó vui quá đại gia đình mình ơi. Sanh con Nga nó sanh rồi. Mẹ tròn con vuông. Mà con nó đẹp lắm. Vui mà mặt buồn. Mình không có biết sao không? 2 kg lưu gữ. Đừng biết không, chị lo gầu sợ Nga nó mổ, rồi sợ em bé ảnh hưởng này kia. Nhưng mà mẹ tròn con vuông chị quá khỏe. Chị sợ em bé không hấp điện nữa. Bây giờ không có hấp điện, tại vì sao nó khỏe. Sao ta thấy là dịch giống đủ tháng đó mà. Đủ tháng rồi chứ đâu phải không? Đâu có, nhờ bác sĩ dưỡng mới lên được 500g chứ nếu 2kg yếu xìu sao đẻ nuôi được. Nhờ dưỡng hay nó ghê, anh thấy không, chảnh hay hết sức rồi. Dưỡng đó. Để cái mặt giống bà ngoại không? Hả? Giống ngoại không? Mặt hả? Giống được, từng thấy giống tôi bị cháy son á. Chắc hủ ghét. Nhưng nó ấy trộn cháy son. Đẹp giống gì xíu vậy ha? Lỗ mũi giúp dừa. Có. Ở chân mày đẹp lắm. Đẹp không? Đẹp. Bàn tay nó bàn tay con trai mà bàn tay ngồi viết. Ngồi viết luôn. Nó nghe này cái chỗ đó đẹp, chỗ kính của em bé đẹp lắm. Đâu. Cái ớt á. Thí dụ như của người ta thường thường ra cái ta lòng thòng lãnh thảnh á, còn đây sẵn có đẹp hết chứ. Trời ơi, ngoại thì thăm tới sao vậy luôn. Chị vừa ra là chị ngồi xiên thăm trái ớt chứ. Không, cái đó nói thiệt. Đẹp lắm. Nói chung là chị xiên ở đây quá mừng anh dạ. Chị ơi. Dạ. Nên chức bà ngoại rồi còn cái lỗng gì chứ gãy đó nghe. Gãy cái đó lên đi. Lúc bà lớn nó lo dòm, nó thấy con nó đẹp quá đó, nó cũng lo dòm. Chị thì chị cầm đồ đạt đặng để xe đặng đẩy vô. Chị đâu có cầm được cái điện thoại đâu mà chị quay. Bị sách đồ lũ hủ chân. Bình thủy rồi chiếu rồi bọc rồi đồ gì hết tùm lum. Mẹ con gãy với mẹ vợ gặp nhau có cạch mặt không hay là bình thường? Thì lúc đó vợ nó đẻ vừa đẩy ra đó, lúc đó nó mừng, nó gặp con nó mừng rồi. Chị không nhìn chị Xíu phải không? Hả? Có nhìn đâu, đâu chị với nó lo vợ em bé với Nga không hả? Quê ơi, quê ơi. Quê ơi, hai mẹ con nói chuyện là chưa? Nghĩ cãi rồi, nghĩ cãi. Nói chuyện đàng hoàng lại. Quê, hôm qua nói thấy mẹ lên. Thấy mẹ lên, mẹ mua đồ ăn đồ cho vợ nó với nó đó. Mà tại vì bữa trước thì ăn được, hôm qua thì xanh này đâu ăn được nữa. Tại đây xanh mấy cái đầu cử đâu ăn được. Cái chị nói hỏi chị vậy chứ thấy mẹ tội nghiệp quá, tự động kêu với chị không có xin tiền đó nha. Trước nó móc buổi sáng thì móc 100. Ai móc? Hủ. Đó giờ chị đâu có xin tiền, chị đâu nói gì đâu. Cái móc 100 nói nè mẹ đổ xăng đi lên đi xuống đi. Cái tới buổi chiều thì lúc vợ nó chưa xanh đó anh Tấn, lúc em lên buổi chiều chưa xanh đó.
móc là 200 nữa. Nó nè bà lấy 200 nè, bà có mua cái gì cho em nó mua ăn nó bà mua. Cái chị nói trong bụng bữa nay mà không lẽ chị sắp sửa chút đặc biệt chàng. Từ hồi đó giờ hả? Chưa có chưa xanh phải không? Chưa xanh. Chị nói từ hồi đó giờ gần 2 năm đó, chị mượn nó thử 2 triệu bạc 1 triệu nó còn chưa cho nữa. Sao này tốt dữ hả? Sao không tự nhiên mà nó tốt gì cả. Cái chị mới cười. Chị cười khà khà vậy đó, ông nội ơi, dám bữa nay tôi mua cái miếng tôi trúng đặc biệt lắm mà chàng. Cho làm quà đó. Cho làm quà đó, bữa nay nói hiểu không? Nói là cạo đầu rồi không có còn nói chuyện bằng bà già vợ nữa. Thì đó đó. Cấm bà già vợ luôn. Mà bữa đó chị nghe chị buồn không chị xếp? Hả? Bữa đó chị nghe chị buồn không? Buồn sao không? Không con, mình cái nó cấm mình. Cấm là do nói chị nói ổng nói lóc, nói láo á. À, nói gì đó, nói mẹ vợ không gì. Nó có làm sao nó vậy, nó dốc chị không có thích có gì mình cứ nói nấy đi rồi ăn ngay vậy là có dốc thiệt rồi nó dốc chị không có chịu chị xíu là tánh ngay thẳng thẳng thằng nói à tóc dốc hết trơn em bé mới đẻ tóc dốc trơn trời chị nhìn từ bàn tay từ móng giò mình mẩy nó chỗ nào chị cũng nhìn rồi suy nghĩ là tên gì chưa bà ngoại bữa hả em hủ nó nói nó là hủ còn Nga thì tên Nga hủ Nga đặt con nó vào nói hủ Nga vào bữa hổm thì vàng bỏ rồi trọng trọng hả trọng hả trọng trọng hả hủ Nga trọng hả trọng hủ trọng hủ ồ trọng hủ luôn sao em nghe nó nói hủ Nga vào nó đặt chữ vào rồi trọng là hủ rồi nó nói hồi nào xem không nghe qua đó em kia đó đặt tên gì trọng hủ trọng hủ hả ngoại em cập nhật đẹp rồi không tại nó nói với mình khác rồi nói anh khác sao em biết có khi nào vài bữa rước về xong nó nói à không có đâu nó nói là nó hủ Nga tên Nga đặt con nó tên vào là hủ Nga vào nằm mơ thấy sao đặt tên trọng lên rồi vậy hả tại em không có nghe tại cái đó em nghe từ một ngày lâu rồi chuẩn bị vô ấy đó mốt là còn ăn đầy tháng rồi tùm lum hết trơn đó chuẩn bị tiền nha thì khoan hả ăn cha ăn tương nghe còn tiền này ví dụ tiền có thì mua cho cháu chiếc nhẫn chỉ luôn nha dạ ủ đã hả nhẫn 18 mình chứ nhẫn nhỏ em bé đeo đó hoặc là mà bông với chị lần đầu lên chứ bông đi nổi cho em trai ờ với chị chuyện không lắc lắc gì vậy vòng vòng nít đầy vòng chị mừng quá trời em ơi tối giờ chị mừng quá hết biết nói gì đâu hả dạ bởi giờ là như là hai ghế với bà già vợ là quà với nhau hả dạ chị sợ em bé hấp điện là một cái thứ hai nó không biết cái gì vậy không Vậy? Xài cái vụ Nga mổ ở đây rồi chăm sóc rồi em bé nó nữa tội nghiệp hơn khỏi tốn tiền hả chị ông tư ra ông nội cái giống của ông lấy ra mất công không được hả ông không có thông minh phải lựa giống đừng có ông dính vô đâu phải thông minh mới được thông minh mới được hả không thông minh gì đặng cãi lộn rồi cãi lộn không cũng mệt hôm qua bà có cho nó uống nước không bà xin bác sĩ không cho uống nha chị bú sữa mẹ mới bú sữa đầu ha chỉ là nằm ở ngoài cái đâu có nằm lao vú mà sữa mẹ cái để cái nấm vú vô miệng cho em bé nó nút miệng nó quay qua lại kiếm vú tự thương nó cưng hết á rồi tôi nghe nói chừng nào về không dạ ngủ nó nói 3 ngày dễ thương 3 ngày ba ngày thứ hai về rồi thứ hai gia đình về đâu chị nói kêu nó về đây đi mà nó thôi bị mắc mấy đứa này nè nó làm gầm đâu nằm yên đây là khỏi nằm thang mà nó nằm ở dưới bác sĩ không cho nằm thang không cho dằn nước đá không cho lăn nước nóng mà chị không có làm phải dọn dẹp không bên kia chưa tại tính rồi lăn nước nóng bụng đó hả tính cho vô phòng này chị nằm nè bây giờ ông tướng đâu ra đâu mà ông nghỉ ngủ chị rồi không đâu ra nữa đây như cái lò rồi giờ có chạy xuống dưới phòng dọn phòng rồi chứ để sao không có để phòng nó để nó cũng sạch sẽ xuống. Lắm nó gọn chị lỡ nó để tiền để vàng gì mắc đỏ thường nó không chị cũng sợ nữa, nó cắm xuống nữa thấy bà cắm xuống dạ. Chị Xuyến nói thật mà chị Xuyến nói cái đó là nghĩ sao nói vậy à ấy chị ngại là ngại dạ. Mốt là phải mua máy chị Xuyến đó tại vì cứng là cũng phải đi bán vé số chị Xuyến nhà chị Xuyến lo thì chị cũng phải giữ cháu chị rồi chị tính kêu Nga cho nó ở phòng chị nè đi khi nào ông Tư cũng đâu ra ngủ với chị vậy nữa đợi kêu qua tháng đi chị ông Tư chia tay rồi qua nay giờ là chia tay luôn rồi đó vừa tin vui này cái tin buồn tới nữa không có đâu không có gì đâu buồn tin vui quá chị nói cứ nghe nè cứ biết sao không bởi vì người ta đâu phải mình đâu mà buộc
nó tùm lum người hết trơn. Bộ nó cũng vui luôn phải không? Bộ này em nói gì chị không nhận, ví dụ người đó thương một mình yêu thương chia sẻ, mình nói người đó nghe, người đó nói mình nghe, chung thủy với một mình thì mình mới là buồn. Còn cái người mà chỉ ra đường nghe người ngoài không, mình không nghe, rồi hầu xem thường mình nữa, rồi vậy mình buồn. Nói chung á là chị Xuyến cũng là mừng, là ông Tư ông vậy là bà Xuyến rất là mừng, tại vì bà cũng muốn bỏ lắm mà như là ông để bà tự ổng tự nguyện đi đó, thà để chị không có phụ lòng ai mà chị không bỏ ai trước. Đúng chị rồi. Là để cho người ta bỏ chị trước không. Hồi đó giờ chị chưa bao giờ bỏ cha mấy đứa này nghe, bất cứ nghe không luôn. Nhưng mà ông tư chưa tuyên bố bỏ bà mà hả? Chưa tuyên bố mà. Không, tại vì em nói anh nghe nè, em là cái nào dứt khoát đi, chứ đừng có dụ thời gian quay lại cái vụ này em bị ở ngoài à. Bữa trước tôi nghe em nói bữa nay ra nè. Không có. Nói nè. Qua nay giờ không có điện được chứ, đã chặn cuộc gọi, chặn cuộc Zalo, chỉ chặn. Còn số bên chị. Tại vì chị kể tôi nghe, nhiều khi ổng ở bển đó, cái ổng điện cái bắt đầu ổng tắt camera, ổng chọc tức chị. Mà nếu mà chị còn để cái camera đó là có ngày chị tức, chị tức. Không được. Rồi chị xỉu bất tử mất công, chị sợ chị xỉu rồi chị chặn Zalo à. Bị ông chọc chị rồi chị xỉu bất tử. Ủa thấy gì mà xỉu? Thấy mới xỉu. Thấy ớt hả? Thấy ớt. Thấy giường mà nằm bốn chân á. Tắm bốn tay bốn giò. Thấy nó xỉu. Trời ơi xỉu. Yếu tim. Tôi bị yếu tim. Có cháu ngoại, có cháu ngoại rồi. Vui rồi. Cháu ngoại chứ em chưa thấy nhiều bà 70-80 tuổi mà thấy chồng gì xỉu hoài gì. Rồi nói ba chị nè, đi theo cho bé ba, má chị bắt được nè, má chị xỉu luôn. Xỉu là ổng bồng má chị về luôn. Có làm gì ai đâu, ghen tương không làm gì ai đâu. Lại cái tới chỗ xỉu rồi, ổng bồng về. Mà làm hoài vậy đó. Hoài luôn nha. Rồi giờ ông ba chị ở với bà sao, có 6 thằng trai đó. Chị kể cưng nghe khoảng không, ổng bỏ mẹ chị, ổng cũng ham trai. Mà ổng ở với mẹ chị, cứ mẹ chị về đẻ chị con gái. Ổng nó phải con trai ổng mới chịu ở với bà sao quốc cho ổng 6 thằng trai. Trời tại vì ổng là ngài giáo sư á. Ổng là giáo sư. Ổng là con của Nguyễn Trung Chánh đấu võ đài đó ba chị. Mà bà có võ không chị? Có. Rồi hồi đó em còn nhỏ, ổng bỏ mẹ đi, ổng đâu có dạy nữ trong nhà đâu, ổng dạy người ngoài không, trong nhà ổng đâu có dạy đâu. Mà sợ dạy xíu dạy chiêu. Ổng ham trai mà bà đẻ con. Ông kêu chị đi Hà Tiên hoài nè, kêu hoài nè. Kêu gì đây chơi đi. Chị kể cưng nghe lúc trước ổng với chú chị ghé đây hoài, cậu chú bác ghé nhóc. Má chị nhớ cái lịch sử ngày xưa của ổng đó. Chửi đuổi ổng, bây giờ ổng như ổng buồn á. Chút nữa chạy luôn rồi. Giờ thăm cháu. Thì em chạy đi lịch. Hoang để con vụ Nga nó đang sanh, ví dụ để không được, để Nga nó cứng cát đi rồi đâu đó hả đi. Bây giờ ổng cũng gần đây nè. Ý là có hồi trước lên thăm Nga nè. Lên. Để chị đưa Quyền đi học rồi chị lên. Dạ. Con nghỉ mà. Chiều nghỉ ha. Vậy là hồi nghỉ đi được. Chút đi. Chút nữa là để làm đồ ăn hay là tha đi luôn đi. Đi là chiều đi. 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 Không có khỏi. Không có đi lên chảnh. Có gì mình ăn chảnh luôn. Mua đồ ăn. Nay mừng mừng. Ủa con nghỉ mà mẹ. Nghỉ buổi chiều cô nói hả? Trời ơi đứa nào tô màu nó đẹp dữ hả chàng. Dạ. Hôm nay mừng ăn nhà hàng luôn hả? Có mấy tương đó. Bữa nay ăn tương. Ừ. Chị ăn hôm qua với bữa nay mời chị mới ăn mặn lại. Cưng biết không? Cưng đâu biết những gì chị ăn tương đâu mấy em. Cưng biết gì? Tại chị giá chị thấy linh thiêng quá chị mới trả lễ. Tại vì mình không giá thôi, giá linh thiêng mình thấy làm tròn. Nó. Chào ông giá xíu nè. Dạ chào ông giá.